trà búp non T365 ngon đỉnh cao. Tổng anh Tài Toàn đang thân mến, hành trình của chúng ta sẽ còn kéo dài ở phía trước nữa. Và ngày hôm nay chính là một bước ngoặt lớn trong hành trình vượt ngàn của tất cả anh Tài tại đây. Em chính thức được công bố 4 liên minh trong công diễn 2 tan rã. Wow. Ủa, tất cả luôn, tan rã hết luôn. Quá là bất ngờ. Lại phải giải tán, đó là một sự tiếc nuối. Các anh sẽ tiến hành để bầu chọn ra thủ lĩnh mới. Cây Trần đang ở khu vực chọn bò, rất nhiều ớt, đúng với cái tên cây. Mọi người có thể thấy những hình ảnh rất là manly đến từ các anh trai. Không chỉ hát hay, nhảy đẹp mà các anh còn nấu ăn rất là tài giỏi nữa. Công tử không? Nước tràn, đang khơi, nước tràn. Vâng, giảm nhiệt độ xuống. Em ơi, cái anh cháu nhỏ đấy như nào nhỉ? Ai à? Tôi thấy mấy cái cực kỳ bay ra. Em đi rớt cùng mình rồi. Ui! Nhà Tử Long biểu diễn kìa, Tiểu Lý Phi Đao. Hai tay như một. Cuộc đời của chúng tôi ở nhà chung từ bây giờ trở đi chỉ có thể càng ngày càng ấm no hơn. Anh Tài ST tỉa ớt như là cặp chân mày của anh Tài ST vậy ha. Xin mời các anh Tài dừng tay và chúng ta thực hiện quy trình chuyển giao. Bên này em ơi. Chính nhau, chính nhau, chính nhau, chính nhau. Đâu rồi, đâu rồi. Chính nhau, chính nhau, chính nhau. Qua đây. Nấu ăn mà ồn ơi là ồn. Thiên lục chân, okay, okay, okay. Ném bò, nước tương dầu hào, nước tương dầu hào, nước tương dầu hào, chầm chầm, dầu hào được. Mắm đâu, nào nước mắm vậy? Lăng xăng lộn xộn, toát mồ hôi luôn á. Trứng cần gì không? Trứng luộc 4 phút nhá. Bỏ hết nước sôi ra, cho nước lạnh vào, xong rồi bóc. Vẫn để trứng bên trong à? Nó là trứng luộc mà. Hãy bình chọn cho 33 anh Tài tại 7 hạng mục giải thưởng phụ. Thời gian bình chọn từ hôm nay tại trang web whyvote.vn. Anh trai vượt ngàn trong gai, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Gia Oanh, thứ 7 hàng tuần. Nhấn nút theo dõi kênh YouTube Gia Oanh Show. Xem ngay, anh trai vượt ngàn trong gai.